Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng mở màn đầy ấn tượng 2-0 trước đội bóng chủ nhà Đồng Nai tại giải V-League 2015, hiện tại các cầu thủ Than Quảng Ninh đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội TNT sẽ diễn ra vào 16 giờ chiều ngày 10 tháng 1 tại sân nhà Cẩm Phả. Đây cũng là mùa giải đầu tiên việc bán vé cho các cổ động viên tới xem bóng đá tại sân vận động Cẩm Phả do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bóng đá Than Quảng Ninh thực hiện. Và theo thông tin mới nhất từ phía công ty thì lượng vé mùa và vé lẻ đã gần như hết sạch. Một buổi luyện tập của các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Thời tiết có thể hơi mưa hoặc rất đậm, song tinh thần tập luyện của các cầu thủ vẫn rất cao. Có thể nói, bước vào mùa giải V-League 2015, Than Quảng Ninh đang có trong mình một đội hình khá nổi trội với những cái tên như Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tùng, Mạc Hồng Quân. Và mới đây là hai cầu thủ Quang Hải và Đinh Hoàng Mắc được chiêu mộ từ Hải Phòng và An Giang. Đây chính là thắng lợi bước đầu của câu lạc bộ trong việc chuẩn bị lực lượng cho V-League 2015. Đội Than Quảng Ninh mặc dù năm nay tuyển mộ được rất nhiều cầu thủ trong đội tuyển quốc gia về, nhưng với tinh thần đoàn kết rất cao và cái sự hòa nhập rất cao, nên tôi nghĩ đây là một cái điểm mạnh của Than Quảng Ninh sẽ thi đấu cống hiến, thi đấu bóng đá sạch để mà làm những món quà tặng cho người hâm mộ đất mỏ. Trái ngược với sự ảm đạm và thư thớt của các cổ động viên tại trận đấu của Hà Nội TVT, sân vận động Cẩm Phả ngày 10 tháng 1 tới đây được dự báo là một chảo lửa thực sự khi mà đến nay lượng vé phát hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bóng đá Than Quảng Ninh đã gần như hết sạch. Niềm tin của các cổ động viên vào bóng đá Quảng Ninh đang khởi sắc và đó cũng chính là lý do mà rất nhiều cổ động viên hết mình với đội bóng của mình. Năm ngoái khán giả Quảng Ninh đã tạo dấu ấn rất tốt cho cả V-League và cũng muốn là cống hiến cho Quảng Ninh năm nay. Một vì khán giả, hai là vì đội bóng năm nay là rất là đồng đều, đồng tin rất là tốt, đã có mục tiêu trong V-League sắp tới. Đến thời điểm này thì câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh đã triển khai về phát hành vé để cho mùa giải năm 2015. Lượng vé mùa phát ra là 1.000, còn lượng vé bán cho các khu vực khán đài A, khán đài B, khán đài C, D là 8.000 với cái lượng phát hành vé ra với cổ động viên của đội bóng đá Than Quảng Ninh. Thì là năm nay thì chắc chắn cái sân vận động trung tâm thành phố Cẩm Phả sẽ cuồng nhiệt sôi động. Chiến thắng mở màn đầy ngoạn mục 2-0 trước Đồng Nai là một động lực rất lớn cho các cầu thủ Than Quảng Ninh bước vào trận đấu thứ hai tại sân nhà. Nhưng chiến thắng đầu tiên cũng tạo ra sức ép không nhỏ khi mà rất đông cổ động viên đang chờ đợi một chiến thắng tiếp theo. Dù sao thì với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cổ động viên vùng mỏ hoàn toàn có thể tin tưởng vào những giây phút thăng hoa hết mình vì bóng đá của các cầu thủ vùng mỏ thân yêu.